vốn từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo, tùy tứ phương phong hoa mà lập giáo dài đời. Nay nhân loại đã thông hiệp khắp mọi nơi, nên thầy mới nhất định quy phục. Các mối đạo đều phát sinh từ đời thượng quan thánh đức, bởi phàm nhân cải sửa nên ngày nay mới sai là sự hiển linh cùng binh pháp diệu quyền. Trong cửa đạo không dèn niềm ưu ái, tôn giáo nghịch thù và tranh chấp liên miên. Hình thức tôn thờ thể pháp điều riêng là căn nguyên chia rẽ bất hòa, nên đức chí tôn giải rằng phải hiệp nhất ngũ chi và quy nguyên tam giáo. Bạch ngọc giáng khuyên điều hư thiệt, phàm trí tối tâm con người không hay biết. Đạo bế lâu rồi nên tu chẳng thành công. Trước 10.000 năm nhân loại xa vào nơi tội lỗi, nay thầy nhất định đến chính mình thầy đổ rồi. Các con đừng nghĩ năng đừng gió dữ, năm tháng sẽ tiêu mòn. Gặp tam kỳ phổ độ này mà không tu thì không còn trong mong siêu rồi. Phàm trí si mê con người tương tàn vô lối, đức chí tôn lên tiếng gọi kêu chỉ rõ màu kim bồn. Từ vật chất đến thánh thần đạo giáo, do chí tôn đào tạo mới sanh ra. Cho nên chính trời mười Phật cũng là ta, truyền đạo chia ra nhánh nhóc ba. Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ, tiên học đạo vô ngã.
như nhà. Trần thế ngày nay vô cùng đen tối, nhưng chúng sanh vẫn còn ngỗ nghịch, khiến Đức Chí Tôn phải đau buồn cản tỏ. Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi màu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin tưởng nơi thầy mà cho rằng lời thầy dạy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ màu nhiệm đặng thầy chừng đặt ân lần cho cứu đời đọa sanh. Rồi đây đại hội long qua, người hiền tồn tại kẻ tà tiêu tan. Đại đại đạo ân lành chi tôn, tam kỳ phổ độ khai truyền nước Nam. Nay hữu duyên sinh buổi đạo trời, nên quyết tĩnh tâm tự giác tu hành. Môn đệ từ đây xin nguyện tuân giới luật và quy điều trong đại đạo truyền ra, luôn mãi dặn lòng giữ câu minh thể, tin tưởng trọn đời lo lập đức bồi công. Thầy ơi, từ đây con biết một đạo cao đài ngọc đế, chẳng thay lòng đôi và hiệp đồng chữ muôn để gìn luật lệ cao đài. Nếu như sau này con có hay lòng thì thiên chú địa lục xuống diêm đài, nay mai duyên con được làm muôn đề học đạo tu tâm, chừa bỏ mọi lỗi lầm sửa tánh ăn năn, tập hành thương yêu học điều nhân nghĩa, hiếu thuận với mẹ cha thờ kính tông đường, đặt trọn đức tin nơi Chí Tôn và Phật mẫu. Dạy khi lập minh thệ rồi, được làm môn đệ Chí Tôn và được hướng ân hồng. Phải giữ giả thằng ngay sao trước một lòng, không xu hướng tà quyền, không chia phe lập phái, phải tuân hành đạo luật, tìm xem giáo lý, năng đọc pháp chánh truyền, tân luật thanh ngôn, giữ tứ đại điều quy, gìn ngũ giới cấm. Dù cho một lỗi nhỏ cũng đừng vi phạm, phải nghiêm khắc với mình, đối với người thì mình phải khoan dung. Thank you.
sao tâm từ bi bác ai, đức tánh thanh liêm công bình nghĩa nhân hòa tâm, hãy thương yêu và chăm sóc anh em một nhà. Đồng sư muôn như cùng một cha, thân thiết bao tình thâm, cùng dắt chiều trên bước đường tu. Đọc thánh ngôn con nghe lời dạy bảo, thầy đã khó nhọc lắm mới lập nên đại đạo. Bổn phận chúng con là phải tuân y luật pháp chân truyền, hữu hành cho con gặp mối đau diệu quyền, nên con nguyện hết lòng lo tu học, đạo đã soi đường mở lối con đi. Nhẫn nhìn khoan hồng xẻ áo nhường con, thương cả nhân loại, thương muôn loài sinh vật. Có thật sự thương mến mới tận tình cứu trợ, nuôi dưỡng trẻ côi giúp già yếu tật nguyền. Trọn lời minh thệ được chí tôn cứu rồi, chẳng phạm luật thêm điều thì các đấng ban ân. Sáng suốt đạo tâm giữ vẹn đức tin, dừng bước đường tu đến ngày viên mãn. Đừng thất thệ mà tội tình thêm nặng, phải chuyển kiếp luân hồi hoặc vào cõi âm quan. Rõ nguyên lý nhiệm màu con vui lòng nhận chịu những quả nghiệp tiền căn, xin trả một kiếp này cúi đầu bái tạ ơn thầy độ con dựng dạ hằng ngày tu thân. Lành sáng suốt đạo tâm, giữ lời minh thề không lầm không sai. Sám hối có câu rằng: điều hòa phước không hay tìm tới, tại mình dời nên mới theo mình. Cùng như chiếc bóng kia luôn giống hệt như hình, đấng thiêng liêng công bình chánh trực, không đem phước cho người nào, chẳng giáng quà cho ai. Tùy vào ý nghĩ việc làm và lời nói hôm nay, tạo ra nhân tốt thì thu về quà tốt, hay trồng dưa thì được dưa, gieo đậu thì hãy
đầu. Đó là luật thiên liên công bình nhân hòa. Cho mình dù việc lành hay dữ là cái quả do nhân tạo ra trong quá khứ của mình, phải gắng gắng chịu đựng mà lo đền trả tội tình. Chớ than gian cũng đừng nên oán trách, cố gắng vui lòng mà trả quả cho xong, rồi đem hết sức mình phụng sự cho nhân sanh, lập nhiều công đức để chuộc trừ tội trước. Các nhân xấu từ từ tiêu tan hết, cuộc sống sẽ an lành lo lập đức bồi công. Quyết tâm lập công, hỡi nhân sanh đừng mê luyến thế gian bụi trần. Cùng lo tu trở về ngôi xưa, ôi thiết tha thầy mong công đức nhiều, vui hưởng hồng ân. Người nơi cõi trần chết đi, thể xác rã tan biến thành cát bụi. Linh hồn thoát khỏi xác thân trở về cõi thiên liêng, chỉ mang theo tội phước của riêng mình. Đến trước đại minh cảnh xem điều là một cuốc phim quay cuộc đời từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành rồi tới buổi chung quy. Mỗi một việc làm lời nói đều ghi rõ ràng từng chi tiết, không thể nào chối cãi. Người lập nhiều công đức được chi tôn ban thưởng, kẻ gây tội ác nhiều chịu nhân quả. Phải tu tâm lập nhiều công quả để tiêu trừ nhân xấu. Công quả được xuất phát từ lòng tự nguyện, xem như nguồn sống đời mình. Với niềm tha thiết hăng say, trở ngại khó khăn gì cũng ráng vượt qua, bởi Đức Chí Tôn đã ban lời giáo huấn. Thầy mở đạo cao đài là lập trường thi công quả, và bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Làm lành thì hưởng phước lành là luật nhân quả công bình thiên liêng. Trừ dứt quán nghiệt tiền kiên, luân hồi giải thoát cõi tiếng an nhàn. Thưa
càng mở rộng cho người có công. Tu hành đắc đạo muôn đời thành thơi, cõi thiên liêng hằng sống an nhàn. Ai chẳng biết tu nhiều tội lỗi buộc ràng, vào cõi âm quan định thần xem xét lại điều tội tình gây tạo tại trần gian. Biết lỗi của mình ăn năn hối ngộ, luân chuyển lại trần đền nợ dứt tiền khăn. Trả dứt được nghiệp quán rồi lấp nhiều công đức, đến buổi chung quy linh hồn được về cõi thiên đàng. Là chốn thiên liêng hằng sống vui cảnh mà chí tôn ban thượng ngôi vị vĩnh hằng tự tại thông dung, không có khổ đau không đều buồn thảm, nhờ đức chí tôn từ bi ân xa đã dạy dỗ nhân sanh. Ai tính ngộ tu hành chỉ một kiếp vui vừa muôn đời an. Phong đô không đai đỏ cất hình, nhưng ở dương gian vô số kẻ tội tình. Ngài mở cõi âm tự ngồi thì khi phát cái lượng lên của quý vị á, thì nào
xong tập thể rồi thì ở trên cái chúng tôi sẽ
sẽ khép lại cái tổ đình từ ngày nay cho đến từ ngày nay đến bây giờ. Thầy cho chúng ta một cái lý định trong sáng trắng như bông, cũng như bộ đồ dạy cho bệnh nữa, để chi để các con có một cái con đường sáng suốt và một con người tân dân, là một tân người tân dân là mới, là một cái lý định trong sáng để chúng ta đi theo theo đạo. Phần giáo lý này tôi sẽ nói với quý vị sau này. Quý vị ngồi trong cái hội trường này,
có vị nào lập thề lần nào chưa? Tức là lên thề lần nào chưa? Có thề lần nào ở đâu chưa? Có nhập môn của đạo ở đâu chưa? Có thề ở đâu chưa? Hôm nay vậy là nghe về Đức Cà Mau có mở ra là nhập môn, tiếp tục nhập môn nữa, tức là sai. Chúng ta là nhập môn thề một phần duy nhất với Đức Chí Lương mà thôi. Thề rồi, giữ lời thề đó mà thực hiện cho đến mãn thần khi thế xác chúng ta bỏ xác mà thôi, đều bắt đầu tìm đến cái thế xác khác. Cho nên rất mong quý vị chúng ta lập thề một lần duy nhất, và khi nhập môn cầu đạo rồi, sau khi về tư gia chúng ta cũng không có nên gọi ông trời một cách vô cớ. Có những vị xung quanh sống nhiều đó dạy con không được rồi kêu trời ơi, như vậy là không được. Chúng ta không thể kêu trời một cách vô cớ, mà chúng ta cẩn trời cẩn Phật khi lúc cúng mà thôi. Chúng ta cũng tránh tình trạng bỏ đi đó, cũng không gọi Phật cách vô cớ, cũng không gọi Chúa cách vô cớ. Chúng ta làm một việc có lợi cho xã hội, nhân vừng xã hội, cho nhân lợi xã hội, có lợi cho gia đình chúng ta, chúng ta mới thỉnh cầu và lập hương án lãnh về, chứ không thể kêu trời cách vô cớ nữa. Chị con mày không chạy thì tao làm gì? Chúng ta không kêu gọi cái là động tới trời, mà động trời thì khó lắm. Nên cái việc đáng tới đi từng bước để chúng ta thay đạo, mà tới từng bước chúng ta sẽ trở thành một con người ha. Giờ là đạo rồi, chúng ta có một tình thương yêu như nhau, chẳng quản đồng tâm có một nhà, cùng nhau một đạo thích một cha. Cha ta là gì? Là ông trời, ông hoàng thượng đế. Đó thì cái thứ hai xin thông báo đến quý vị, sau khi nói chuyện ở đây xong, khi nghe mà chúng ta tập trung lên chánh điện thì quý vị không nên ở Phật mẫu vào 12 giờ trưa ngày 19. Đặc biệt nếu quý vị ở mới nhập môn này, tôi xin thông báo đến quý vị nhớ, quý vị hàng năm có đi cúng sao hỏi không? Ở ngoài đời trước khi nhập môn, đó có đi cúng sao hỏi không? Thành kính cám hộ trì cho mình một năm, năm mới trọn vẹn được hạnh phúc và gia đình thì nó được. Và khi ghi tên danh sách cúng sao hỏi vào ngày tháng này mùng một Tết cho đến ngày chín, có gì đến có những gì quý vị cũng gì được gặp lễ độ chỗ và lễ độ đây hay gặp lễ độ để từ bàn cổ đức nhiên đăng cai Phật giáo, gọi nhất kỳ phổ độ tam quy, Phật thánh tiên tiên chúa mở đạo buổi nhị kỳ, lâu dần nền chánh giáo bị phàm nhân sửa đổi, sai chân truyền nên mất phép quyền ý, nay Đức Chí Tôn khai đại đạo tam kỳ phổ độ, cả nhân sanh quy hồi chánh. Rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926, Đức Chí Tôn giáng cơ khai mở đạo cao đài. Thầy dùng bút cơ để dạy dỗ Giáng sinh, không đến bằng thể xác, không giao nơi tay phàm nắm giữ quyền linh. Tự chính mình thầy rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, ban cho nhân sinh thánh ngôn tân luật pháp chánh truyền, khuyên nhủ nhân loài gắng lập đức bồi công, xưa tăng tu tâm thoát xa dòng bể khổ. Thank you.
tộc Việt Nam là dòng giống tia rồng. Được quyền diệu chi tôn ban bố ân hồng, chốn Tây Ninh được chọn làm thánh địa, là nơi đại đạo tam kỳ phổ độ hoằng khai. Thầy chọn lọc tinh hoa của ba tôn giáo lớn cho phù hợp với trình độ tiến hóa của nhân sinh. Nho Thích Đạo hợp thành một khối, làm nền tảng đạo cao đài, giáo hóa cả quần sanh. Đại Từ Phụ là ông cha chung duy nhất, hằng khuyên dạy môn sinh nâng cao dồi đạo đức. Như huynh đệ cùng cha khi thọ giáo một thầy, giữ hạnh từ bi công bằng và bác ái, cùng dắt díu nhau lần đi trên đường đau, gắn giữ tâm mình luôn hòa ái. Con ơi, từ công hòa con cô dung bồi, thấy người gặp nàng chớ ngồi làm thinh, hãy lo sửa tánh tu tâm, hết lòng phụng sự nhân sanh cho tròn. Lời thầy dạy con ơi khá như bền lòng lo tu học dừng niệm sanh, thương mạng sông thu cầm thân thanh khiết và linh hồn an lạc. Nay Đức Chí Tôn từ bi ân xá đóng cửa địa ngục Phong Đô, không còn cực hình đại đoa, mà chỉ có cõi âm quan là nơi nhủ khuyên dạy dỗ các chân hồn. Chưa biết tu thân nên quán trái dập dồn, phải chuyển kiếp để trả cho rồi nghiệp quả, mãi chịu phép luân hồi khó trở lại ngôi xưa. Đại đạo phổ độ tam kỳ lần cuối hoằng khai, nếu không mau thức tỉnh khó mong được thầy cứu độ. Chịu khổ hạnh lo tu chỉ một kiếp người cũng đủ, dứt sạch quan kiên vui trở lại thiên đàng. Thank you.
chẳng tương tàn tương sát. Thế giới cộng hưởng hòa bình, người người hạnh phúc quan ca. Quý trọng sinh mạng con người, thương mạng cầm thú thiết tha. Con hãy mang tình thương ấy về dân thầy làm lễ quý. Vô vàng bát đầy rương của tiền con dư để, khi nhắm mắt xuôi tay con mang theo được gì. Tạm trần ai duy nhất chốn thiên liêng mới là nơi hằng sông. Thầy vô cùng xót đau vì con còn nhiều tham vọng, mãi luyến mê trần nên phải chịu cảnh trầm luân. Dù rằng con chưa thấy được sự mầu nhiệm quyền lính, nhưng con trẻ cũng nên tin lời thầy là chân thật. Đợi đến lúc hồn lìa khỏi xa, dù có hối hận ăn năn thì cũng qua muộn màng. Ráng lập ngôn, lập đức, lập công để kịp dự hội long hoa thầy đang khai mở. Con ơi thầy đã cảm lời gắng tu một kiếp thoát đời trầm luân. Để hiểu được tượng Phật tượng Phật.
Lý Thùy Nhung, Quỳnh Hữu Quyết, Quỳnh Hữu Ngọc Chi, Hồ Ngọc Chi đâu, Trần Văn Chuẩn, Trần Thị Thu, Thu Hoa Thi, Thu vô gọi gì gọi mà, Đặng Văn Bảy, Phạm Thị Mến Nam Biên, Mến, Phạm Thị Mến Nam Biên, Trần Thu Em, Liễu đâu, Phạm Thị Mến con, Quỳnh Thị Riếp lại đâu, Quỳnh Thị Đôi, Quỳnh Thị Đôi lại, Quỳnh Thị Đôi đâu à, đâu à, 3 tuổi đúng không, sinh 1952 ở nhà Phấn, xã Phú Hưng, rồi rồi má vô đi, cái này của ai vậy, ai làm này vậy, Nguyễn Thị Yến, không có ai kêu qua khỏi đi, Nguyễn Thị Phúc, Trần Thị Phạm Thị Đa, Trần Thị Xuân, Trần Thị Ba, Minh Thị Mạnh, Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyễn Thị Bé. Nguyễn Thị Bé. Mấy cô cứ vô đi. Nam đi thẳng vô đông luôn, đi thẳng vô. Tuyệt đối tuân theo khi đã nhập môn vào đạo cao đài. Phải trao dồi đức hạnh giữ đúng luật hằng ngày. Nhất bất sát sanh, không giết loài sinh vật, Đức Chí Tôn giải rành trong quyển Thánh Ngôn.
trọng muôn loài hết giả yêu thương. Hễ có mạng sống là có chân linh thầy trong đó. Nếu ai nhiệt sinh mạng chịu luân hồi quả báo, cái mạng sống là thầy mà giết thầy không phải dễ. Trộm cướp gian tham tìm mưu trước hại nhau vì lời đi quyền. Muốn quyền cao lộc cả nên tranh đấu dứt dành, chém giết lẫn nhau gây trường thảm khổ. Gian tham vào lòng, lòng không đạo đức. Chức sắc chức việc nơi thành phố Cà Mau. Kính thưa quý vị mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước Việt Nam, quý đạo tâm đã có công đóng góp
giúp đỡ, đạo phục, kinh sách, thiện kim và lẫn tinh thần ái quốc, thương sanh chúng, giúp cho nhân sanh nơi Cà Mau có phương tiện nhập môn vào cửa đạo Cao Đài, được làm môn đệ của Đức Chí Tôn trong thời tam kỳ phổ độ này. Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm Giáp Ngọ dương lịch ngày 6 tháng 2 2015, ba chị em chúng tôi Dương Bạch Liên, Quỳnh Văn Sáu, Trịnh Diệp Hòa đồng ghi nhận những thâm tình của Hội Thánh, ban đại diện và quý đạo tâm. Tôi Quỳnh Văn Sáu thay mặt ba chị em chúng tôi xin đọc lên danh sách đóng góp này, thay lời tri ân gửi đến quý liệt vị như sau. Kỳ 1 ngày 14 tháng 9 Giáp Ngọ dương lịch ngày 16 tháng 10 2014, 800 quyển kinh Thiên Đạo, 80 quyển kinh sách đủ loại, 10 cái máy nghe thẻ kinh, 55 áo dài mới và 10 khăn đóng, 350 mét vải. Kỳ 2 ngày 13 tháng 11 Giáp Ngọ dương lịch ngày 3 tháng 1 2015, 30 quyển kinh Thiên Đạo, 12 đồ dài, cộng 12 khăn đóng, 20 quyển sách Tí Giác Cung, 10 máy hát thẻ, 1 bao thuốc thành phẩm, 9.800.000 đồng tiền mặt. Kỳ 3 ngày 26 tháng 11 Giáp Ngọ dương lịch 16 tháng 1 2015, 170 bộ áo dài, 60 khăn đóng, 250 đĩa kinh cùng 14 triệu đồng tiền mặt. Kỳ 4 nhập môn 241 người ngày 18 tháng 12 Giáp Ngọ dương lịch ngày 6 tháng 2 2015, 170 bộ đồ dài, 50 khăn đóng, 580 quyển kinh Thiên Đạo, 100 quyển sách đủ loại, 680 đĩa kinh, 1 bao thuốc thành phẩm, tiền mặt là 26.100.000 đồng, kèm theo danh sách các vị mạnh thường quân dưới đây. Trước khi dứt lời, ba chị em chúng tôi thay mặt toàn thể tân tín đồ nơi Cà Mau xin nghiêng mình tri ân đến Hội Thánh, ban đại diện Hội Thánh, quý chức sắc chức việc và toàn đạo thời gian qua đã dành rất nhiều thời gian và sự ưu ái cho nhân sanh nói chung và tân tín đồ nói riêng. Nơi tỉnh Cà Mau được rất nhiều thuận lợi. Lời sau cùng xin tri ân đến tất cả quý vị mạnh thường quân xa gần, lời cầu nguyện hai đấng phụ mẫu vạn linh ban ơn lành cho quý quyến được vạn sự lành, qua năm Ất Mùi quý thể phương an, tinh thần tráng kiện, hầu tiếp tục giúp cho nhân sanh nơi tỉnh Cà Mau được thuận lợi nhập môn đến viên mãn. Xin dứt lời, trân trọng kính chào.